phím đàn ướt, giọt nước mắt cứ rơi. Khoảnh khắc những nốt nhạc cuối vang lên, con tim như đã vỡ đôi. Cây và hoa giờ trắng còn xanh lá, từng nhánh khéo úa dù xuống tàn phai sau trời giông bão kéo dài. Dành cả một thời thanh xuân bên nhau, vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối con đường. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Em đến bên tôi khi em 20, khoảng trời đẹp nhất của một người con gái. Khi tôi chẳng có gì trong tay, tình cảm là thứ duy nhất để cho đi. Khi tôi đã có tất cả mọi thứ, điều tồi tệ nhất là để mất em. Chuyện của chúng ta sau này sẽ mãi chẳng trọn vẹn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.